Cách sử dụng đầy đủ thông minh chi tiết nhất của chiếc cassette nhập khẩu thông minh, các bạn chú ý xem và làm theo từng bước, đảm bảo sẽ làm được ngay và rất dễ dàng sử dụng. Đầu tiên, khi mà chúng ta mới mua cassette về thì chúng ta sẽ phải sử dụng hai cái chìa khóa giải cứu của công ty, và chúng ta cũng cần phải lưu ý cái chìa khóa này chúng ta nên để ở bên ngoài để khi mà chúng ta cần mở cái cassette này ra, phòng khi có trường hợp bất trắc thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động mở được cái cassette này ra luôn các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ cậy cái lót này sang bên phía bên tay phải, sau đó chúng ta sẽ cắm cái chìa khóa giải cứu này vào. Tiếp đến là mình xoay sang bên phía bên tay phải, sau đó xoay cái tay nắm này. Thế là chúng ta đã mở được cái cassette này ra bằng cơ. Sau đó chúng ta sẽ cất cái chìa khóa này đi và chúng ta sẽ không cần dùng đến cái chìa khóa này nữa mà để ở bên ngoài các bạn nhé. Đầu tiên để chúng ta có thể cài đặt được cái mã số điện tử hay là vân tay của chiếc cassette này, chúng ta sẽ mở cái cassette này ra trước. Sau đó chúng ta sẽ quay vào cái phần bảng điều khiển phía sau cánh cửa. Chúng ta đẩy cái nắp này ra, chúng ta ấn vào phím số 1 ở đây. Kế tiếp đến là chúng ta quay ra cái màn hình điện tử thì các bạn nhập cái mã số cài đặt là 123456. Sau đó kết thúc bằng nút thăng. Nếu như chúng ta mà muốn cài đặt mật khẩu điện tử, chúng ta ấn phím số 1 luôn. Sau đó chúng ta nhập cái mã số điện tử mà chúng ta muốn cài đặt vào. Lưu ý các bạn cài tối thiểu là 6 số và tối đa là 8 số. Mật khẩu của mình là số là 123123. Đây là mã số bảo mật của mình. Sau đó mình tiếp tục nút thăng. Sau đó mình nhập lại cái mật khẩu này một lần nữa. Sau đó kết thúc bằng nút thăng tiếp. Vậy là mình đã cài đặt được cái mật khẩu lần thành công. Nếu như bước tiếp theo chúng ta muốn cài đặt thêm vân tay, các bạn ấn trực tiếp luôn nhịp số 2. Cái bảng vân tay sẽ sáng lên, chúng ta đặt ngón tay mà chúng ta muốn cài vào. Các bạn ấn nút thông thả ra. Nếu như chúng ta muốn cài thêm vân tay tiếp, chúng ta lại ấn nhịp số 2 tiếp. Lưu ý là một ngón tay thì các bạn nên cài đặt làm nhiều lần để khi mà mỗi lần chúng ta mở ra hai đóng vào sẽ được trơn tru và nhạy hơn. Và cassette của chúng ta khi mà cài nhiều như vậy thì sẽ không có độ trễ khi mà mình đóng hay mở cái cassette này ra. Mình cài 3 lần cho chắc. Vậy là mình đã cài đặt được cái tính năng là cả vân tay và cả điện tử luôn. Bây giờ mình sẽ thử lại. Ấn sao lại thoát chế độ này. Bây giờ mình mở cái cassette này bằng vân tay. Vậy là mình đã có thể mở được cái cassette này ra rồi. Bây giờ mình có thể mở cái cassette này ra bằng mã điện tử. Bây giờ mình ấn số này 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thang này. Vậy là chúng ta đã có thể mở được cái cassette này ra luôn. Ngoài ra thì chiếc cassette thông minh này còn có thêm cả tính năng mở kép. Có nghĩa là khi mà chúng ta mở phải kết hợp cả hai, vừa vân tay với cả điện tử luôn thì mới mở được ra. Bước tiếp theo này, ấn vào phím số 1 này, nhập mật khẩu cài đặt vào, ấn nút thăng này. Nếu như các bạn muốn cài đặt hai chế độ cả vân tay và điện tử, chúng ta ấn phím số 5 luôn. Chúng ta muốn cài đặt hai chế độ ở luôn phím số 2. Vậy là mình đã cài đặt được xong về cái tính năng vân tay với cả điện tử mở kép luôn và ngay rồi. Trong quá trình hướng dẫn sử dụng, nếu như các bạn có cần thêm thông tin gì, các bạn có thể comment xuống bên dưới, hoặc là các bạn có thể cho mình xin một đăng ký kênh để mình có thể làm những video clip rõ ràng và cụ thể cũng như là dễ hướng dẫn sử dụng cho các bạn nhất, để các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm một cách trơn tru và tốt nhất các bạn nhé. Bây giờ mình đã cài đặt được xong rồi thì mình sẽ đóng cái bảng điều khiển này lại này. Bây giờ mình sẽ test cái chế độ là dùng mở kép. Thì bây giờ mình mở cái kép này ra bằng vân tay thì lúc này máy sẽ báo là chúng ta phải nhập thêm cả mật khẩu vào nữa. Mình nhập luôn. Sau khi có đầy đủ hai bước này rồi thì chúng ta mới mở được cái cassette này ra. Cái tính năng mở kép này là tính năng mình thấy rất là thông minh, bởi vì khi mà chúng ta ấn mã số ấy, thì nhiều khi là bị người khác người ta nhìn thấy cái mã số với thao tác tay của mình khi mình đóng hay mở cái cassette này ra. Nhưng vì có thêm tính năng mở kép nên khi mình mở phải có thêm cả vân tay nữa. Điều đó giúp tăng cái tính bảo mật cho cassette hơn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ chỉ thêm cho các bạn một tính năng rất là thông minh nữa, đó là tính năng kết nối về app điện thoại. Thì để cài đặt được tính năng này, chúng ta lại quay về bảng điều khiển. Sau đó chúng ta sẽ là ấn phím số 1 tiếp. Vẫn theo quy trình như vậy, chúng ta phải nhập cái mật khẩu cài đặt vào. Kết thúc một nút thăng. Để cài đặt về app điện thoại, chúng ta phải ấn phím số 6 luôn. Đó. Sau khi ấn phím số 6 thì chúng ta quay lại cái điện thoại của chúng ta. Đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ tải cái phần mềm là Tuya Smart về.
Đây là phần mềm QR Smart để kết nối chiếc cassette thông minh này với cái điện thoại. Chúng ta ấn vào đây. Đó. Khi mà chúng ta cải về thì các bạn chỉ việc đăng ký tài khoản như bình thường thôi và đăng nhập vào như bình thường là sẽ có thông tin này luôn. Để cài đặt được cái thông tin về sản phẩm này, đầu tiên chúng ta ấn vào phím dấu cộng ở bên trên đây này. Đó. Xong chúng ta ấn vào cái nút đầu tiên ở trên đây này, app vào này, thêm thiết bị vào này. Đấy. Xong các bạn kéo xuống bên dưới là vào cái phần là máy ảnh và khóa ở đây. Click vào này. Cái tiếp đến các bạn kéo xuống bên dưới tiếp. Các bạn chọn vào cái nút là hộp an toàn và wifi. Đó. Sau đó các bạn ấy, cái không gian mà các bạn để cái sắt ấy nó phải có kết nối wifi và có mạng ở đấy. Thì mạng của nhà mình đang sử dụng là tổng kho két sắt và mật khẩu mà mình đang sử dụng là 245678. Thì tương tự như vậy mình có thể đánh cái mật khẩu và thông tin của nhà mình vào. Sau đó mình ấn nút tiếp theo này. Đó. Ấn nút tiếp tục này. Các bạn là nếu như mà màn hình có ghi là bạn đang sử dụng kết nối Wi-Fi 5G, bạn nên chuyển sang Wi-Fi 2.4 ghi bạn có muốn tiếp tục không. Thì thông thường ấy, Wi-Fi bây giờ tất cả các hộ gia đình ấy là đều dùng Wi-Fi 5G hết, các bạn cũng không cần phải chuyển đổi sang đâu. Các bạn cứ ấn phím tiếp tục cho mình. Đó. Đến bước này rồi thì các bạn dừng lại. Các bạn dừng lại và thao tác về cái chế độ là cái app ở trên điện thoại. Thì ban nãy như vừa rồi ấy, là mình đã ấn nút cài đặt rồi, nhưng mà do mình cài đặt hơi lâu nên bây giờ mình sẽ phải thao tác lại cái phần thông tin trên. Mình sẽ thao tác lại như sau này. Bật lại tính năng cài app này. Ấn phím số 1 này. Nhập cái mật khẩu cài đặt vào này. Kết thúc bấm nút thăng này. Ấn phím số 6 để cài đặt app điện thoại này. Máy báo nhấp nháy màu vàng. Chúng ta ấn cái nút này. Xác nhận chỉ báo nhấp nháy này. Đó. Ấn vào cái nút EZ mode này. Đó. Thì hai thiết bị này đang quét và đang tìm kiếm. Các bạn đợi tầm khoảng độ 30 giây, hai thiết bị này sẽ tìm đến nhau và sẽ có một nút hoàn thành ở đây. Chúng ta ấn vào nút hoàn thành một lúc. Sau khi ấn hoàn thành xong có nghĩa là cái két sắt này cộng với cả cái điện thoại này đã kết nối với nhau. Thì khi mà chúng ta đóng hay mở cái két sắt này ra thì đều có thông báo qua điện thoại. Thì đây là cái phần hoàn thành của chiếc két sắt, chúng ta có thể đổi tên đi này. Đấy. Đổi tên đi. Ví dụ như là mình có thể đổi tên cái thiết bị của mình là từ 10 đến 0 chẳng hạn thế, hoặc là tên phòng ngủ phòng khách tùy theo ý muốn của mình. Sau khi mình đổi xong thì ấn phím hoàn thành. Vậy là mình đã có thể là kết nối cái điện thoại thông minh này với chiếc sắt này ra đây, với chiếc sắt này thành công rồi. Bây giờ mình sẽ mở hết ra hay quay lại cho các bạn biết được luôn này. Bây giờ mình mở cái sắt này ra này. À đây, mình cài gói bên này. Nhập mật khẩu vào này. Khi mà cài đặt xong ấy, thì khi mình mở cái này ra tầm khoảng độ 5 giây sau thì từ khi mở ra thì điện thoại của mình sẽ rung lên. Đây là cái phần báo rung hiển thị lên là đang có người mở cái sắt này ra. Và tiếp theo nếu như mà chúng ta đi vòng ấy mà chúng ta cần mở cái két sắt này ra ở trên điện thoại mà chúng ta không có thể tiện về nhà để lấy giấy tờ thì các bạn chỉ việc thao tác là ấn phím là 00 thăng. Thì khi mà bấm như vậy thì cái két sắt này sẽ phát ra một tín hiệu thông báo đến chiếc điện thoại. Như các bạn có thể thấy thông báo này, chúng ta chỉ việc ấn vào nút xác nhận ở đây này. Nếu như chúng ta đồng ý cho phép mở, ấn xác nhận này. Thì chỉ trong tích tắc là két sắt của chúng ta đã có thể mở được ra ngay rồi. Rất là dễ và thuận tiện. Hơn nữa này, nếu như chúng ta đi vắng này mà chúng ta sợ ai đó là cố tình là khênh trộm hoặc là mang vác chiếc két sắt của chúng ta đi, chúng ta có thể kích hoạt tính năng báo động lên. Kích hoạt bằng cách là kiếm sao này. Khi mà kích hoạt lên rồi ấy, thì nếu như mà có một lực tác động mạnh vào két sắt va chạm này, đấy, thì chiếc két sắt này của chúng ta cũng sẽ có thông báo về điện thoại. Và đặc biệt là khi mà thông báo như vậy thì chúng ta sẽ biết được ngay là ai đang mở két sắt này ra và ai đang khênh trộm két sắt này ra của chúng ta, chúng ta sẽ biết được ngay. Đồng thời ở đây có cái phần record giúp chúng ta có thể ghi lại tất cả cái phần lịch sử đóng mở của chiếc két sắt này để cho chúng ta biết được. Ví dụ như mình vừa mở chiếc két sắt này vào lúc 15:13 vào ngày 21/2/2023, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi được lịch sử đóng mở chiếc két sắt này để tiền nong hay tài sản, những tài sản có giá trị cao của chúng ta được kiểm soát hoàn toàn một cách tối đa và hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và xem video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.